Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tỏi. Lợi ích sức khỏe của tỏi là gì? Các tác động kết hợp trong việc giảm cholesterol và huyết áp, cũng như các đặc tính chống oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh não phổ biến như bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Tỏi có chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ chống lại sự tổn thương và lão hóa tế bào. Ăn tỏi sống có hại không? Tỏi đã được sử dụng một cách an toàn trong nghiên cứu đến 7 năm. Khi dùng bằng đường uống, tỏi có thể gây xấu hơi thở, cảm giác bỏng, rát trong miệng hoặc dạ dày, ợ nóng, khí đốt, buồn nôn, nôn mửa, mùi cơ thể và tiêu chảy. Những tác dụng phụ này thường tồi tệ hơn với tỏi sống. Tỏi cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Bạn có thể ăn phần nào của tỏi? Bản thân tỏi có đủ thân cao lá dài, mặc dù lá và hoa của cây cũng có thể ăn được, nhưng phần củ bao gồm 10 đến 20 đinh hương được ăn thường xuyên nhất. Nó được bao phủ trong một lớp chấu giống như giấy, thường được loại bỏ trước khi tiêu thụ. Điều gì xảy ra nếu bạn ăn tỏi hàng ngày? Tiêu thụ tỏi trên một hàng ngày cơ sở, trong thực phẩm hoặc nguyên liệu, giúp làm giảm nồng độ cholesterol và sự chống oxy hóa thuộc tính của allicin. Nó cũng vô cùng có lợi để điều chỉnh huyết áp và lượng đường trong máu. Những ai không nên ăn tỏi là bất cứ thành phần giao lưu huỳnh nào. Hành và tỏi rất nóng, chúng làm trầm trọng thêm tình trạng pita để cả hai cấp độ thể chất và cảm xúc. Đối với những người bị trào ngược axit, viêm loét, viêm đại tràng, ợ chua, viêm ruột, phát ban hoặc mẫn đỏ, ăn hai chất này sẽ khiến người bệnh cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi không có thể cho tỏi vào nước và uống được không? Tôi có thể cho tỏi vào nước và uống được không? Sự kết hợp giữa tỏi sống và nước sẽ giúp bạn phải giải độc cơ thể. Tỏi là một sự thay thế tuyệt vời để giải độc cơ thể của bạn. Nó giúp cơ thể bạn loại bỏ tất cả các độc tố có hại và ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, trầm cảm và các loại ung thư như khác. Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều tỏi? Tỏi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng đừng bổ sung quá nhiều vào chế độ ăn uống của bạn quá nhanh. Lạm dụng nó có thể gây khó chịu, bao gồm đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, hôi miệng và mùi cơ thể. Bạn có thể có cảm giác châm chích trên da nếu cầm một lượng đáng kể tỏi tươi và khô. Tôi có làm loãng máu, tỏi có làm loãng máu không? Một số báo cáo nghiên cứu rằng bột tỏi không mùi thể hiện các hoạt động chống huyết khối. Một đại lý chống huyết khối là một chất làm giảm máu, hình thành cục máu. Một cách đánh giá khác của một số nghiên cứu về tỏi cho thấy rằng nó có thể làm loãng máu, mặc dù các tác động nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn. Tỏi có chữa được cục máu đông không? Tiêu thụ một tép tỏi sống vào mỗi buổi sáng để có hiệu quả. Tỏi hoạt động trên cơ trơn của động mạch và làm cho chúng thư giãn và giãn ra, do đó làm giảm huyết áp. Nó cũng hoạt động như một chất làm loãng máu, do đó ngăn ngừa cục máu đông ở những bệnh nhân có nguy cơ bị đông máu. Bạn có thể đun sôi tỏi và uống không? Bào 5 nhánh tỏi và cho vào nước, đậy vung và đun sôi để khói tỏi không thoát ra ngoài. Sau khi đun sôi, tắt bếp, thêm 10ml mật ong và nước cốt của một quả chanh vào nước tỏi và khuấy đều. Lọc nó vào cốc và nhâm nhi trong khi hít hà mùi tỏi. Làm thế nào để bạn ăn tỏi sống và mật ong? Bạn có thể chuẩn bị bài thuốc giảm cân này bằng cách cho mật ong vào lọ thủy tinh. Sau đó cho phép tỏi tươi đã bóc vào vỏ. Bây giờ hãy đập nắp lại
và lắc nhẹ lọ để các tép tỏi ngấm mật ong hoàn toàn. Để hỗn hợp này in một lốp và sau đó ăn một tép mỗi sáng. Có lợi ích gì của tỏi và mật ong? Cả tỏi và mật ong đều chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những hóa chất lành mạnh này giúp cân bằng hệ thống miễn dịch của bạn và ngăn ngừa bệnh tật. Chúng cũng có thể bảo vệ não của bạn khỏi các bệnh thông thường như mất trí nhớ và Alzheimer. Trà tỏi có tăng cường hệ miễn dịch không? Tỏi được sử dụng như một chất khử trùng, kháng khuất và kháng nấm. Nó có thể giúp cơ thể chống lại hoặc tiêu diệt virus và các sinh vật khác. Nó làm điều này bằng cách thúc đẩy các hệ thống miễn dịch. Tỏi cũng được cho là chống lại nhiễm trùng. Điều gì xảy ra khi bạn uống trà tỏi? Uống trà tỏi mỗi sáng giúp cải thiện lưu thông máu và giảm mức cholesterol xấu. Bằng cách này, nó ngăn chặn mảng bám làm tắc nghẽn động mạch của bạn, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu đã liên kết các đặc tính của tỏi với việc giảm huyết áp. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.